Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ quay một đoạn video từ nhà mình đến chỗ làm trên con đường đi, có khác gì ở Việt Nam hay không. Trước nếu mình có bảng ưu tiên mình không được nhường. Nhưng mọi người thấy có một cái bảng màu vàng ở phía bên ngay dưới cây trụ điện đây, đó là mình được ưu tiên. Từ lúc này mình được ưu tiên chạy không được nhường bất cứ một xe nào. Có cái bảng màu vàng mà. Còn nếu không có cái bảng nhường thì bên phải có con đường mình bắt buộc phải nhường đó. Ví dụ như phía xe phía trước màu đen bên phải, con đường này mình được ưu tiên mình chạy. Mà nếu không có bảng ưu tiên thì mình phải buộc phải nhường cho người ta. Thì nó cao, luật lệ nó cao hơn. Ở phía trước mình chiếc xe học lái xe đó. Nhìn lên cái bảng chữ L là học lái xe. Ở đây học lái xe là học, bạn học tư nhân. Bạn muốn học khề nào cũng được, muốn chọn khề nào cũng được, không có bắt buộc bạn phải đến trường. Ở đây nó khác ở bên Việt Nam mình phải đến trường. Ở đây là bạn muốn chọn thầy là bất cứ đâu. Còn theo lý thuyết thì bạn hãy đến cái chỗ trung tâm của nhà nước thì bạn thi lý thuyết. Còn thầy học lúc nào bạn học ở đâu bất cứ. Lấy xe ở Hồ Lan khoảng 45 đến 50 đồng euro một giờ. Đó là đắt mọi người. 50 euro khoảng triệu mấy tiền Việt Nam một giờ. Đường xá ở Hồ Lan thấy mọi người thấy nó rất là đẹp, rất là tốt, không có ổ gà như ở các nơi khác. Nói chung ở châu Âu là đường xá xe hơi ở Hà Lan này rất là tốt.
xấu, mưa gió, lá cây rụng, rất là não nề mọi người. Ai Việt Nam mới qua gặp những cái mùa thu như thế bên Hà Lan này, nói chung là thôi buồn lắm. Vành đai của thị trấn. Còn nếu mình đi con đường ở trong thị trấn thì mình hay có nhiều bị xe đèn đỏ hơn, nó hơi lâu một chút, nó cũng giống nhau thôi, mà mình đi đường này đổi mình chạy lên xa lộ nó lẹ hơn, nó không có đường xanh đèn đỏ rồi nha. Với lại mình đi làm hơi chờ chút xíu rồi. Bây giờ 10:07 này, 10:30 mình mới vô hãng, chắc hơi trễ một tí. Bắp nhiều lắm. Trước khi họ đỡ 10 cái số nữa em thôi phần. Giờ mình chuẩn bị ra xa lộ.
ở con đường xa lộ này họ cho trước đây họ cho chạy 120 nhưng bây giờ họ cho chạy có 100 mà tại vì nhiều sự cố không tốt trên con đường này nên họ giảm lại tốc độ còn lại 100, nhưng mình vẫn chạy 101, 120 tùy mình. Nhưng nếu có cảnh sát hay là mấy camera máy chụp hình đó họ gửi về mình lúc đó nó họ phạt coi, chứ mình muốn chạy như mình chạy nhưng luật lệ thì mình phải tuân theo thôi. Trời ở Hà Lan khoảng 20+ độ, trời hết nóng rồi mọi người, mùa hè đã xong hết rồi, giờ vô tháng 9 chuẩn bị vô mùa thu. Mùa thu ở bên Hà Lan này ơi chán lắm mọi người ơi, mưa gió lá rụng ẩm ướt
có ổ gà gì cả. Nếu có một lỗ cái gì mà nó hơi đợt phô một tí là họ đến họ làm, họ giá liền tức khắc, không đỡ, không được đỡ lâu. Nếu mà đỡ lâu nó ảnh hưởng đến xe của người ta chạy rồi, bị ảnh hưởng đến lưu thông. Tại ở bên Hà Lan này thì họ xe hơi của mình nó đóng thứ đường rất là cao, nên họ rất chú tâm đến cái việc mà đường xá cho người dân. Còn đường chạy thẳng là chạy vô phố, vô trung tâm của Eindhoven, vô sông BFV. Còn con đường này bên tay phải của mình đây hiện tại bây giờ là đi về hãng. Mình còn còn 15 phút nữa là phải vào hãng. Thôi chạy nhanh chút cũng sao đâu. Đường cho chạy 50 mà bạn chạy cho khoảng 55 cây số thôi, họ sẽ phạt bạn trên 50 euro, rất là cao. Xe đạp, bất cứ xe hơi nào qua chạy qua đây là nếu có đường xe đạp, có xe đạp đi, chúng ta phải đều ngừng hết. Ít bữa nữa mình có thời gian mình sẽ đi quay cho mọi người xem một những cái video mà bên đây họ xây những căn nhà, nghiêng, nó phải nghiêng mà nó méo mốt vậy mọi người. Nó giống như hình tứ giác ngũ giác tùm lum hết mà rất là đẹp. Bữa nào mình sẽ có thời gian mình sẽ đi quay cho mọi người xem kiến trúc độc đáo của Hà Lan đó.
70 chạy 70 nha. Chạy mình cũng luôn luôn như ai như người ở xa xa tới không biết nó chạy 80 90 là qua trong cái hình bên tay trái đó mình có cái bạn cái nhỏ nhỏ đó. Máy nhỏ nhỏ là được máy chụp hình. Và bị dính hết. Giữa hai bên không có gì hết, xuống là bắt tay nhau rồi xin chào rồi đưa giấy tờ ra rồi gửi cho bảo hiểm thôi, bảo hiểm lo nếu mà đụng xe, còn nếu mà nặng quá thì cảnh sát tới rồi xong. Họ làm việc với một cách rất là nhẹ nhàng, không có mà kiểu như ở mình là xuống là kinh cãi là đánh nhau trước cái đã rồi tính sau. Ở đây không, ở đây là có bảo hiểm lo hết, tại sao mình hãy kinh cãi, ai lỗi người đó phải chịu mà tính. Mình ví dụ cho mình lỗi đi, mình cũng không có phiền phàng gì cả, rồi người trước cũng bình thường thôi, bảo hiểm lo hết mà, tại mình xe của mình đóng là phải có bảo hiểm, bắt buộc phải có bảo hiểm. Nếu mà không có bảo hiểm cảnh sát không cho bạn chạy và họ sẽ phạt bạn rất là nặng. Nên cái chuyện mà va chạm trên con đường đi như mình ở đây là rất bình thường. Xuống thì ghi giấy tờ vô bảo hiểm, đưa số điện thoại, đưa bảo hiểm rồi gửi lên bảo hiểm tự lo hết, rồi bảo hiểm định giá bao nhiêu rồi trả tiền cho. Không có đánh lộn, không có đánh lạo kinh cãi một tiếng gì rồi xong. Rồi họ đem xe cứu hộ tới kéo xe đi, rồi sau đó tùy xe hư nhẹ. Ở đây mà đánh người rồi là mệt lắm mọi người ơi, phức tạp lắm. Cảnh sát làm gì làm chứ đừng đụng tới cảnh sát, khổ lắm. Vì mẹ tên tuổi mình chính trong cái cảnh sát trong computer nó mệt lắm. Mình đi làm, xin đi làm, đi đồ cũng hơi khó khăn. Con đường xa lộ này là bạn chạy đi lên Amsterdam mà. Đi Rotterdam, đi hướng Bắc. Mình chạy hơi ổng ổng chút, đúng ra mấy người già họ chạy cẩn thận. Họ qua cua thì dù đang không có xe nhưng họ vẫn chậm lại để mình quan sát kỹ hơn. Thì thanh niên trẻ trung thì đôi lúc họ quan sát rất là thấy không có hả, vừa thôi. Kỹ quá thì cũng hơi mệt, mà nhanh quá thì hơi phức tạp. Cái khu này là không có nhà ở nha mọi người, khu này là khu hãng, mình chuẩn bị vô khu và khu hãng làm rồi nha.
6 phút nữa. Hãng mình chắc còn 2 cây số nữa tới. Kịp. Ở đây mình đi làm hãng á, nó có cho nó cấp cho mình một cái thẻ là check in, check out. Tức là mình vô mình thấy dùng thẻ check thì trong computer nó biết. Còn nếu không có thì nó nói mình không có làm thôi. Mình phải không bao giờ được quên. Nếu mình quên là mình làm bữa đó làm free luôn á. Nó buồn phải check in, check out. Xe hơi, nếu không có xe hơi giống như là mình trói cái chân của mình lại vậy. Đi đâu cũng khó khăn, rồi đợi xe bus, xe lửa, xe đồ. Ôi Phan, xin kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem cái đoạn đường mình đi từ làm từ nhà đến hãng. Hẹn video sau. Xin mọi người nhớ subscribe cho mình. Cảm ơn nhiều.